Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, như cha chủ tế đã thưa với ông bà và anh chị em đầu thánh lễ, vào chủ nhật thứ ba của tháng 7 hàng năm, các tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi trên toàn thế giới sẽ cử hành lễ Chúa Cứu Thế tước hiệu của nhà dòng. Ông bà và anh chị em mỗi khi tới các trung tâm do các tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế phụ trách, các ngôi nhà thờ, ngôi nhà nguyện do các tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế coi sóc, chúng ta sẽ thấy một câu rất quen thuộc và cuối nhà thờ chúng ta cũng có. Đó là ơn cứu chuộc nơi người chan chứa. Vâng thưa ông bà và anh chị em, câu đó được trích trong Thánh Vịnh 130, được gọi là Thánh Vịnh lên đền. Thánh Vịnh ấy ghi như thế này: từ vực thẳm con kêu lên Ngài, lạy Chúa, muôn lạy Chúa, Ngài nghe tiếng con, dám xin Ngài lắng tai để ý, nghe lời con tha thiết nguyện cầu. Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng? Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ, để chúng con biết kính sợ Ngài. Mong đợi Chúa, tôi hết lòng mong đợi, cậy trông ở lời người. Hồn tôi trông chờ Chúa, hơn lính canh mong đợi hừng đông. Hơn lính canh mong đợi hừng đông, trông cậy Chúa đi Israel hỡi. Bởi Chúa luôn từ ái một niềm, ơn cứu chuộc nơi người chan chứa. Chính Người sẽ cứu chuộc Israel, cho thoát khỏi tội khiên muôn vạn. Vâng thưa ông bà và anh chị em, dân Israel từ vực thẳm của núi đồi tiến lên Jerusalem là đền thờ uy nga, và nơi đó Thiên Chúa ngự. Và từ vực thẳm của thân phận tội lỗi con người, thân phận mà luôn luôn có những lúc lạc xa đường lối của Thiên Chúa, phản bội Thiên Chúa, thì chính trong hoàn cảnh đó kêu lên và thưa lên với Thiên Chúa, xác tín rằng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ. Chúa rộng lòng tha thứ và Chúa luôn từ ái một niềm, ơn cứu chuộc nơi người chan chứa. Trong tông sắc của Đức Giáo Hoàng Phanxicô khi mở năm thánh lòng thương xót, Ngài viết: Đức Giêsu là dung mạo lòng thương xót Thiên Chúa Cha. Vâng thưa ông bà và anh chị em, khi mà dân Israel kêu lên với Thiên Chúa và xác tín rằng Thiên Chúa rộng lòng tha thứ, Thiên Chúa đầy lòng thương xót, Thiên Chúa sẽ tha thứ, và một niềm từ ái nơi người ơn cứu độ chan chứa ấy được thể hiện chính nơi khuôn mặt của Đức Giêsu, Chúa của chúng ta. Đức Giêsu người Nazareth, Ngài là vị Thiên Chúa làm người, Ngài đã chết và sống lại để cứu chúng ta. Và chính trong cuộc khổ nạn, sự sống lại của người đó bày tỏ lòng thương xót, ơn cứu độ của Thiên Chúa rõ nét nhất và trọn vẹn nhất. Và trong các danh hiệu của người, danh hiệu cứu thế lẽ là danh hiệu bày tỏ và nói lên căn tính trọn vẹn của người. Thiên Chúa là Thiên Chúa cứu thế, Thiên Chúa là Thiên Chúa cứu độ. Ngài cứu chúng ta, Ngài cứu toàn thể nhân loại này, và ơn cứu độ đó là ơn cứu độ phổ quát. Trong bài tin mừng lễ Chúa Cứu Thế mà chúng ta vừa nghe được trích trong tin mừng theo Thánh Gioan, chúng ta thấy Chúa Giêsu Ngài đã khẳng định rằng Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết nhưng được sống. Quả vậy Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người thì không bị lên án, nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con một Thiên Chúa. Vâng thưa ông bà và anh chị em, Đức Giêsu Kitô, Ngài là đấng cứu thế, Ngài đến không phải để lên án thế gian, không phải để lên án chúng ta, nhưng mà chúng ta và toàn thể nhân loại này
nhờ Ngài và nhờ tin vào Ngài, nhờ bước đi theo Ngài mà được sự sống đời đời, mà được cứu. Đó là sắc tín của hội thánh. Vâng, thưa ông bà và anh chị em, và cũng đó là sắc tín của dòng chú thế, cụ thể là Đấng Tổ Phụ Thánh Alphonso. Sau khi Ngài lãnh sứ vụ linh mục, trong một kỳ nghỉ, Ngài qua vùng Scala, là miền đồi núi hẻo lánh, và Ngài gặp những con người miền quê không được chăm sóc, không được đón nhận tin mừng một cách đầy đủ, không được lãnh nhận các bí tích. Và Ngài được Chúa soi sáng, khơi lên trong lòng của Ngài một ngọn lửa rằng những con người đó phải được lắng nghe tin mừng, phải được lãnh nhận các bí tích đầy đủ, ơn cứu độ họ phải được lãnh nhận. Bởi vì chính Chúa Giêsu đã đổ máu mình ra và cứu toàn thể nhân loại này, ơn cứu độ đó là ơn cứu độ phổ quát, mọi người đều phải được lãnh nhận. Và tại sao có những con người bị bỏ rơi như thế này mà ngay bên cạnh Napoli có rất nhiều linh mục như thế? Và Ngài đã lập nên dòng chú thế năm 1732 và quy tụ những bạn bè của mình đồng chí hướng để loan báo tin mừng cứu độ, loan báo về Đấng cứu thế, vị Thiên Chúa đến làm người chết và sống lại để cứu nhân loại này, loan báo về Ngài cho những con người bị bỏ rơi hơn cả, cho những con người bị loại trừ hơn cả. Và những con người bị bỏ rơi loại trừ đó hơn hết là những người chưa được lắng nghe tin mừng, hay bị cơ chế, hay bị hoàn cảnh xã hội mà họ lạc xa tin mừng hay không đón nhận được tin mừng. Thưa ông bà và anh chị em, trong ngày lễ Chúa Cứu Thế hôm nay, chúng ta cùng với 4 tân linh mục và 1 thầy sáu tạ ơn Chúa. Đó cũng thật là sự trùng hợp. Tôi có nghe người ta nói rằng làng có cha, làng, cái làng của mình có cha hơn là nhà có vàng, vui hơn là nhà mình có vàng. Làng xóm của mình mà có một ông cha, có một tân linh mục đấy, thì vui hơn là nhà mình có vàng. Có lẽ nói câu này lên ông bà và anh chị em thấy buồn cười và thấy cười trong lòng. Vàng là quý, nhà mình có vàng thì chết hết rồi. Làng có một cha, hai cha thì lo nghĩ gì. Bây giờ có nhiều cha lắm, không có cha này, có cha kia, thiếu gì. Nhưng ông bà và anh chị em, chúng ta suy nghĩ, đó là sắc tín của hội thánh, của mỗi người chúng ta đấy. Trong dân của Chúa, Chúa đã kêu gọi những con người cụ thể, và những con người đó được tuyển chọn một cách đặc biệt, đem ơn cứu độ và làm trung gian ơn cứu độ của Thiên Chúa với cộng đồng nhân loại, với dân của Chúa, với chúng ta. Cho nên chúng ta vui mừng ngày hôm nay, chúng ta cùng với cha mới tạ ơn Chúa, không vì chỉ tạ ơn cho các ngài mà thôi, mà cùng với toàn thể hội thánh, cùng với nhân loại và mỗi người chúng ta dâng lên Thiên Chúa tạ ơn, lời tạ ơn từ cõi lòng thâm sâu của chúng ta. Bởi vì Chúa đã cho có những bạn trẻ, có những thanh niên dấn thân, và cụ thể ở đây là các tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế, các tân linh mục trong dòng Chúa Cứu Thế, để cộng tác với Chúa, đem ơn cứu độ chứa chan nơi người đến cho toàn thể nhân loại, cho mỗi người chúng ta, cho những con người bị bỏ rơi hơn cả. Trong chương 18 chính sách xuất hành có nói về nhân vật Abraham. Khi mà thành Sodom rơi vào tình trạng tội lỗi, mà Thiên Chúa muốn hủy diệt thành đó, bởi vì tiếng kêu cứu của thành, tội lỗi của thành đã tới tai của Chúa rồi, sa đọa, và Chúa quyết định phá hủy thành. Khi mà Chúa cho người tới phá hủy thành thì đi qua nhà của Abraham. Abraham đã trở thành trung gian để cứu dân thành Sodom. Abraham thưa với Chúa, khi mà biết ý định của Chúa phá hủy thành, ông thưa lên với Thiên Chúa rằng: chẳng lẽ Ngài tiêu diệt người lành một chật với kẻ dữ sao? Giả như trong thành có 50 người lành, chẳng lẽ Ngài tiêu diệt họ thật sao? Chẳng lẽ Ngài không dung thứ thành đó vì 50 người lành đó sao? Ngài làm như vậy chắc không được đâu. Giết chết người lành một chật với kẻ dữ, coi người lành cũng như kẻ dữ,
chắc không được đâu, đấng xét xử cả trần gian lại không xét xử công minh sao? Chúa đáp, nếu ta tìm được trong thành Sơ-đôm 50 người lành, thì vì họ ta sẽ dung thứ cho tất cả thành đó. Ông Abraham lại thưa, mặc dầu con chỉ là thân cho bụi, con cũng xin mạn phép thưa với Chúa, giả như trong số 50 người lành lại thiếu 5, vì 5 người đó Ngài sẽ phá hủy cả thành sao? Chúa đáp, không, ta sẽ không phá hủy nếu ta tìm được 45 người. Ông lại thưa lên một lần nữa, giả như trong thành tìm được 40 người thì sao? Rồi ông cứ nì nèo với Chúa. Giả như trong thành đó có 30 người lành thì sao? Rồi Chúa đáp, nếu ta tìm được 30 người lành, ta sẽ không phá hủy. Rồi ông lại nói, thưa Chúa, xin mạn phép thưa với Chúa, giả như tìm được 20 người thì sao? Rồi ông lại nì nèo tiếp, Chúa đừng giận, cho con nói một lần nữa thôi, giả như tìm được 10 người thì sao? Chúa đáp, vì 10 người đó ta sẽ không phá hủy Sơ-đôm. Thông báo với anh chị em, Abraham đã trở thành trung gian để cứu dân thành Sơ-đôm khỏi bị phá hủy vì tội lỗi của mình. Ông lì lèo với Chúa, bất chấp mạng sống của mình, bất chấp sự nguy hiểm của mình với Chúa, khi lì lèo kỳ kèo như vậy, trở thành trung gian để cứu dân thành Sơ-đôm. Cho nên thưa ông bà và anh chị em, hôm nay cùng với các tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế mừng lễ Chúa Cứu Thế, và đặc biệt chúng ta cùng với các tân linh mục, thầy phó tế tạ ơn Chúa. Ông bà và anh chị em cầu nguyện cho các tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi trở thành trung gian của ơn cứu độ, trung gian của ơn hòa giải với dân của Người, với những con người bị bỏ rơi hơn cả, những con người bị loại trừ hơn cả. Xin cho mỗi người chúng tôi, xin cho mỗi người chúng tôi xác tín vào điều đó, để chúng tôi mạnh mẽ can trường, đôi khi là bất chấp sự nguy hiểm, lúc thuận cũng như lúc nghịch, để loan báo tin mừng cứu độ, loan báo tin mừng cứu thế cho anh chị em của mình. Xin cho chúng tôi cũng như Abraham lại trở thành trung gian hòa giải với dân của Chúa, khi Chúa đã tuyển chọn chúng tôi là những tu sĩ linh mục trong dòng Chúa Cứu Thế, noi gương Thánh Tổ Phụ An Phong Xô của mình và noi theo đặc sủng của hội dòng mình, mà dấn thân loan báo ơn mừng cứu độ ấy. Bởi vì thưa ông bà và anh chị em, ơn cứu độ, ơn cứu thế mà Đức Giê-xu Ki-tô qua cái chết và sự phục sinh của Người mang tới là ơn cứu độ quý giá, quý trọng hơn mọi điều. Cho nên nhà có vàng không bằng quý bằng làng có cha là như vậy. Ông bà và anh chị em xin cho chúng ta cũng xác tín như vậy. Chúng ta đón nhận Chúa Giê-xu, Ngài là đấng cứu chúng ta, cứu gia đình của chúng ta, cứu xã hội của chúng ta, cho chúng ta cảm nghiệm được sự cứu của Người nơi hoàn cảnh sống của mình ngay ngày hôm nay, chứ không phải chỉ là cứu chúng ta khỏi tình trạng tội, ban chúng ta sự sống đời đời. Chúng ta có niềm vui vì được Chúa cứu hay không? Trước những hoàn cảnh cụ thể chúng ta có quá thất vọng, để rồi chúng ta buông xuôi tất cả, chúng ta bỏ đạo, bỏ Chúa, chúng ta tìm thần này, thần kia, chúng ta đi xem bói không? Chúa có cứu chúng ta trong những hoàn cảnh như vậy hay không? Chúa có cứu con cái của chúng ta hay không? Chúng ta có quý giá ơn cứu độ, ơn cứu chuộc mà Chúa mang lại hay không? Hay rồi chúng ta lấy rất nhiều lý do, con của con phải đi học thêm, con phải bận lắm, ngày Chủ nhật nó phải ở nhà, rồi không cho nó biết Chúa, không lo cho nó lãnh nhận các bí tích, không lo cho nó tới học giáo lý để biết Chúa, để lãnh nhận lấy chính Chúa và ơn cứu chuộc Chúa mang lại. Chúng ta cảm tạ ơn Chúa và chúng ta cầu nguyện cho nhau. Xin Chúa Giê-xu là đấng cứu thế ban cho chúng ta niềm vui, sự hạnh phúc của Người trong tư cách là con cái, là môn đệ của Người. Và ông bà và anh chị em cầu nguyện cho các tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi, và chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau. Amen.